Xin chúc mừng cho bạn may mắn này nha, thì bạn này có thể là vào game để mà kiểm tra hộp thư đi nha. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình là Thỏ Xin TV đây. Đây chính là những cái khung giờ mà mình hay đăng video nè. Là mình sẽ thường đăng video vào buổi tối, vào lúc là 8 giờ cho đến lúc 9 giờ, vào ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 và chủ nhật. Và nếu như mà bạn nào xem sớm hay là xem trễ gì cũng được cho nha, tại vì qua một ngày á, thì mình mới chốt đơn danh sách. Bạn nào mà muốn tham gia event á, thì các bạn có thể là xem hết video này, nhớ like và bấm nút đăng ký kênh. Và kéo xuống dưới á, thì các bạn có thể là comment tên nhân vật của các bạn và chọn một trong những món quà may mắn này nha. Hôm nay á, mình lại tiếp tục vừa ra tháp và vừa kể chuyện cho mọi người nghe nha. Ngày hôm nay á, mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện về cái hồi mà cấp 2 của mình đó mọi người. Là mỗi lần mà lên cấp 2 á, là kiểu giống như là các bạn sẽ tới một cái tuổi, đó chính là cái tuổi á, hay người ta hay gọi là tuổi dậy thì á, kiểu như là các bạn sẽ thay đổi về rất là nhiều thứ, về bản thân và cơ thể của các bạn nữa. Mình nhớ có một đợt á, kiểu giống như là lúc đó là da mặt của mình á, thì nó cũng giống như kiểu là nó còn non á mọi người, là nó chưa có bị mụn hay gì hết. Cái bạn của mình á thì không biết tại sao là tới lúc đó thì mặt của bạn mình á nổi rất là nhiều mụn và thâm viêm, nói chung là đầy đủ mọi thứ luôn. Thì á, cái lúc đó là bạn của mình á thấy da của mình đẹp quá, thì bạn của mình á có lại hỏi mình á là xài cái gì á mà da của bạn lại đẹp như vậy. Thì mình mới trả lời á, lúc đó mình không biết là mình dùng gì nữa, nhưng mà mình trả lời là gì nè mọi người, là mình xài mật ong với lại là chanh á. Tại vì lúc đó là mình cũng hay xem YouTube á, cái mình thấy người ta chỉ là dùng mật ong với lại chanh á pha với nhau rồi sức lên mặt để vô tủ lạnh vậy á. À, mình khuyến cáo nha, các bạn đừng nên làm theo là sẽ bị banh cái mặt của các bạn luôn á. Thì mình nhớ là như vậy thôi nha. Rồi á, cái mình chỉ cho cái thằng bạn của mình á, ai dè thằng bạn của mình làm theo luôn. Rồi sau một khoảng thời gian gì đó, cái mình cũng dùng cái cách đó nữa, nhưng mà không hiểu từ sao á, từ lúc mà mình chỉ cho người ta là cái mạch của mình nó nổi lên một dời banh chành luôn á mọi người, rất là nhiều thâm viêm mụn, nói chung đầy hũ mọi thứ luôn, rất là ghê. Xong rồi cái hàng bạn của mình nó gặp lại mình á, cái nó hỏi ủa sao cái mặt của mày nó còn nổi nhiều hơn của tao nữa. Trời, lúc đó mình bị bí ngôn luôn, kiểu giống như lúc đó là mình bị tài lanh quá luôn á mọi người. Cái mình chỉ cho người ta xong rồi người ta nổi còn ít hơn của mình nữa. Không biết á, là ở đây á mấy bạn á, là kiểu giống như là người ta hỏi về những cái bài học á, thì giống như là mình sẽ ú a ú ớ, hoặc là có thể là mình những có vài câu thì mình giải được, vài câu mình không giải được. Nhưng mà cái lúc mà mình hỏi về skin care, có nghĩa là chăm sóc da mặt á, thì các bạn kiểu giống như là các bạn rất là gành luôn, các bạn chỉ cho người ta mọi thứ luôn, giống như là các bạn biết từng cái sản phẩm luôn á. Giống như mình vậy nè, người ta hỏi mình cái mình trả lời đầy đủ mọi thứ luôn, nhưng mà khi mà mình xài á thì nó lạ lắm mọi người ơi. Và ở đây á, mình sẽ kể cho mọi người nghe về cái câu chuyện mà tuổi dậy thì lúc mà mình bị mụn á mọi người. Là mình nhớ là lúc đó hình như là năm lớp 7 hay năm lớp 8 gì đó, cái tự nhiên ở trên trán của mình, kiểu giống như là mình hay thức đêm hay sao á, cái trên trán của mình nổi ba bốn cục mụn viêm. Cái mình thấy như vậy á, cái mình hay lướt trên mạng xã hội á, mình thấy người ta dạng người ta quảng cáo á, giới thiệu rất là nhiều sản phẩm luôn, và mình đã chọn ra một sản phẩm kiểu giống như nó chính là thuốc rượu. Mà lúc đó thì mình còn quá nhỏ để mà mình nhận biết. Cái mình xài cái lọ đó xong ha, là da mặt của mình nó kiểu giống như là nó sẽ một vài ngày á là nó kiểu bị châm chích, và những cái ngày sau á thì nó kiểu nó bong da mọi người, và vài ngày sau tới nữa thì nó bị viêm, nó bị nổi một chề trên trán luôn. Mọi người có biết á mình mua cái lọ thuốc rượu đó bao nhiêu tiền không? Đó chính là 350.000 hay gì đó mà không nhớ. Nói chung là mình mua rất là mắc tiền luôn, lúc đó là mình còn là học sinh nữa. Thì sau khi mà mình bị như vậy xong á, cái mình rất là tự ti luôn á. Không biết là ở đây á có bạn nào mà bị mụn mà tự ti không, là kiểu y gan như vậy luôn á. Rồi á, xong qua mấy tháng sau á thì mình chợt nhớ ra rằng ngày xưa á, mình nhớ là bà của mình á có dùng những cái lọ kem nghệ, đúng rồi, dùng những cái lọ kem nghệ để mà xức những cái vết thương á. Thì mình mới chợt nhớ ra. Rồi cái mình, mọi người biết gì không, mình chạy lên chợ mình mua một tiếp kem nghệ. Thì giá của cái kem nghệ đó là chỉ có 15.000 thôi mọi người, 15.000 thôi. Và mình về mình xức đâu cỡ là 1, 2 tháng, 3 tháng sau vậy đó, thì cái mặt của mình đã trở lại bình thường, và có khi là nó còn
đẹp hơn cái lúc trước nữa. Trời ơi, bây giờ tôi không tin là nó thần thánh như vậy luôn á. Kiểu giống như là nó rất là phù hợp với da mặt của tôi luôn. Và mấy người bạn của mình cũng hỏi và cái mình cũng chỉ, rồi cái sức nó cũng đẹp luôn á mọi người. Trời ơi, lúc đó mình rất là trộm vía luôn á. Và từ đó về sau là mình không có bị nổi nữa. Trời ơi, tới bây giờ mình suy nghĩ lại phải chi, biết hồi đó mà mình biết sớm, mình suy nghĩ sớm là mình đâu có phải bị mất tiền an uổng và bị hư cái mặt như vậy đâu. Dùng một sản phẩm 300 mấy chục ngàn mà dùng cái mặt bị tanh bành, mà lại dùng cái sản phẩm chỉ có 20 ngàn thôi, thì cái mặt mình lại đẹp quá trời đẹp luôn. Trời ơi, đúng là cuộc sống không công bằng và cộng lông không bao giờ thắng được. À quên nữa, nếu như mà các bạn có câu chuyện gì hay á thì các bạn cũng có thể comment ở phía dưới đây nha. Trong những video clip sau á, mình sẽ lọc ra và chọn những cái câu chuyện hay nhất của các bạn để mà mình kể cho mọi người nghe cùng với nha. Và bạn nào mà muốn leo tháp hay là chơi tự trò chơi cùng với mình á thì các bạn cũng có thể comment ở phía dưới đây, hoặc là vào trong tường của mình để mà ký lên nha. Mình sẽ cố gắng tranh thủ áp hết mọi người nha. Và bạn nào mà chưa các bạn hay là mình chưa ký tường gì đó thì các bạn cũng có thể comment lại đi nha. Tại vì á, tin nhắn với lại là tường nó bị choi quá mọi người ơi, mình không thể nào mà mình đọc hết kịp. Cho nên là các bạn cũng có thể là comment hàng ngày á, để cho mà mình thấy được nha.